Nói nhỏ chứ không phải Corolla đâu. Mai lại có người đến bế đi 14 ngày thì chết. Ơ, thế đéo nào. Hắt xì nhiều thế. Hay là có ai đấy đang nhắc đến tên mình nhỉ? Một cách rất là trìu mến, thân thương chăng? Không. Tưởng yêu thương như nào, hóa ra là chửi mình. Khổ. Hello, hello anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today. Hôm nay tập 2, nhận định update anh em nhá. Đầu game sao Riker rồi, ưu tiên hàng đầu. Con này thì rất là mạnh vào giai đoạn đầu game. Các anh em đã thử cái bộ sát thủ trong cái meta mới chưa? Con ốc ấy, nó thay đổi skill, anh em có thấy là nó mạnh kinh khủng không? So với cả skill lặn thì như thế nào? Mình nghĩ là nó còn mạnh hơn cả skill lặn cơ. Nó không khác gì là đóng vai trò một con sắt down griller. Ở trong cái phiên bản cũ thì bây giờ cái con ốc nó không khác gì con sắt down griller khi mà nó chỉ có 2 tiền thôi. Tốc đánh nó cực kỳ là nhanh, rất là phù hợp để chơi những cái món đồ như là búa sét hay là kiếm đánh lan thì rất là mạnh. Chơi gì đây? Thực ra thì mình cũng chưa biết chơi gì, nhưng mà mình sẽ cố gắng để chơi một cái bộ theo meta để cho anh em biết về cái update này đã. Mình sẽ lần lượt giới thiệu cho anh em hết tất cả những cái đội hình mạnh nhất ở trong meta này mà mình nghiên cứu được. Sau đó thì chơi gì thì chơi, còn bây giờ thì cứ là những cái bộ mạnh nhất đã nhá. Và ở trong meta mới này thì có những cái bộ mà nó nổi lên mà nó chưa bao giờ xuất hiện ở những cái meta trước. Chưa bao giờ luôn. Và hôm nay mình sẽ thử đánh một cái bộ, mình sẽ xây dựng cái bộ. Nào. Cũng chưa biết là chơi gì. Thôi cứ tạm thời là mua những cái con Elite thuộc cái tier list S đã. Cái tier list mạnh nhất ở trong cái giai đoạn đầu game thì mình sẽ mua hết. Soundbreaker này, rồi thì Zipper. Đó là những cái con mạnh nhất. Ồ, ở đây nó có xung kích về có thể là chơi mết được. 30% quyết định chiến thắng là do chọn đúng đội hình. Mà chọn đúng đội hình hay không là nó do là thứ nhất là bài ra, thứ hai là do đồ. Thì phải đảm bảo là cái việc là chọn đúng đội hình theo đồ trước đã. Khi mà có xung kích từ đầu thì chúng ta luôn phải nghĩ đến những cái bộ mà liên quan đến cả cái sức mạnh về mặt kỹ năng. Kỹ năng thì có những cái bộ như là bộ Mage hoặc là bộ Goblin, bộ God. Mới gần đây là con đang quay trở lại cái bộ gót. Ôi mà lượt này dễ thua hẹo lắm nhờ. Ok, được. Hay lắm, sao Breaker còn một máu. Thế là thôi lại ăn được. Ngon. Wow. Với chuyện gì đây? Như cái lượt này lại cho một con Whisper Seer lại là cái nhân vật chính của những cái tập trước. Hai trận liên tiếp trước đây là mình ra clip là mình đã chơi cái bộ ẹp rồi. Hay là trận này đã chơi ẹp mết à? Tạm thời như này đã. Cái con Reaper rất là mạnh ở giai đoạn đầu game. Cái skill của nó là skill Fur Dam. Đó anh em thấy cứa phát chết luôn cả đôi luôn. Goblin. Goblin thì bây giờ vẫn chưa có Skybreaker hay là Heaven Bomber là vẫn chưa có.
Ngoài ra Southbreaker bây giờ vẫn đang 1 sao. Xong rồi, cái này là chơi mết rồi này. Cho liên tiếp và cho những quân bài thuộc hệ mết ở đây. Có khi nào bị lừa không nhỉ? Mấy con này nó vẫn chưa có cái gì chắc chắn là chơi mết cả. Toàn là những cái con kiểu dạng như là nó rất là vô hại. Nghe chừng là có vẻ là vẫn chưa có cái gì là đảm bảo. Phải đợi một vài con khác co hơn ở trong cái bộ mết. Ít ra là phải cho mình con Thunder Spirit hoặc là cho một con Flaming Wizard thì chơi nó mới ok được. Còn tầm này thì vẫn chưa biết. Mấy con, ví dụ như con The Saw này thì thực ra không có được cái tác dụng gì lắm vào giai đoạn đầu game cả. Buồn ốc đi. Đây rồi, đây nó mới là cái quyết định để mà chơi mết đây này. Ok. Như này thì khẳng định là chưa mết rồi. Mết sống. Nếu anh em chưa biết thì đây nó là cái trận đấu cuối cùng ở mức ranking 3 của mình. Mình chỉ còn thiếu rất là ít điểm nữa thôi. Chính xác đó là 15 điểm là mình có thể mức rank queen, mức rank cao nhất của trò chơi này. Chơi một cái trận có cái tính chất quyết định như cái trận đấu này thật sự là rất là căng thẳng. Thành thì là đại phong vân và bại thì là cũng là tại phong vân thôi. Đấy là trong chuyện phong vân thì Hùng Bá nói thế. Còn trong cái trận đấu này ấy, thì thành thì là tại Tuấn Cơm mà bại thì là tại các bạn. Có thể là sẽ chuyển giới thành công mà rất có thể là ông vua sẽ không bao giờ trở thành được bà hoàng hậu. Biết đâu trận này lại top 8. Và sau đó thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi top 8 rơi vào tầm khoảng 10 chuỗi. Thế là coi như là hết mùa là không bao giờ lên được hoàng hậu. Vì vậy nên là trận này là mình phải đánh hết sức là nót và cẩn thận. Không được phép sai sót bất cứ cái điều gì. Phải thực sự là cẩn thận trong trận đấu này. Để nó nhẹ nhàng là lên queen luôn. Không kéo dài cái account này nữa. Chuyển sang account khác chơi nhá. Có được những cái unit 2 sao vào giai đoạn đầu game thì cũng rất là gánh kèo. Con nào cũng được, con nào lên 2 sao cũng được anh em ạ. Không nhất thiết là nó phải là cùng một bộ đâu. Lên 2 sao là dam nó sẽ to hơn và lượng máu nó sẽ nhiều hơn. Kèm theo đó là những cái skill nó sẽ mạnh hơn. Wow, Whisper Seer có lên lấy nữa không đây? Trời, chả nhẽ lại quay trở lại chơi bộ sở thú chăng? Chơi ẹp à? Thôi cứ lấy đi đã. Lên 2 sao thì nó vẫn là mạnh. Nên là mình sẽ tận dụng cái con này vào giai đoạn đầu game. Con nào cũng được anh em ạ. Không nhất thiết là phải là những cái con ở cùng bộ mét đâu. Như con Whisper Seer này thì nó cũng rất là mạnh. Tí nữa mình có thể bán đi. Không sao hết. Bây giờ tận dụng để đưa vào để giữ ở win trick. Cái đam của con này lên 2 sao thì nó cũng được. Nó cũng gọi là đia đam được tốt. Úi dồi ôi. Anh em thấy không? Gây rất là nhiều khó chịu cho đội bạn. Thế nào rồi cũng có thằng nó chửi mình cho xem. Khi mà mới đầu game mà đã gây lượng máu nó rất là nhiều rồi. Cụ thể thì nó phải hơn chục máu. Đây rồi. The Saw. Grand Herak có lên mua không nhỉ? Cho một cặp. Cặp Grand Herak thì cũng lên mua đấy. Đằng nào thì cũng đang lẻ tiền anh em ạ. Cũng đang lẻ tiền nên là thôi dùng luôn. Dùng tiền để mua con Grand Herak xong tí nữa là có thể là... Ví dụ nhá, như là... Cái con này lên được 2 thì mình sẽ cho vào thôi. Vì nó cũng là unit 2 sao.
Ủa, God of War lên 2 sao thì lại mua thôi. Con này vào làm tanker thôi. Thế thì lại như này. Hợp lý chưa? Ui xôi, nó lại là hợp lý luôn. Bỏ rồng đi luôn. Đấy, không chơi rồng nữa. Chuyển sang là có thêm cái bộ gọi là War kết hợp với cả gọi là cái gì, cũng chả biết là cái gì luôn. Nói tóm lại là đây nó là vẫn là đang là chưa là biết chơi gì. Vẫn đang là đầu game. Cứ nhẹ nhàng như này thôi. Úi dồi ôi, thằng nào mà gặp mình thì chắc là đái ra máu. Không không không, thằng này nó không đái ra máu được. Nó khỏe hơn mình. Mạnh quá, cầu mong không gặp phải nó. Không là gặp nó là mình đái ra máu đấy. Ui con này lên được 3 cơ à. Ơ nhưng mà không có, không có bán cái con Ulicon mất rồi. Nó có chơi theo cái bài vô liêm sỉ không nhỉ anh em nhỉ? Chả nhẽ lại chơi cái bài vô liêm sỉ God kết hợp với cả cái con siêu đẻ này thì thôi. Nó lại là chơi lại à. Hôm nay thì mình đang định chơi cái bản nhận định update theo meta, đánh theo meta thôi. Clyde đầu game không có tuổi nhá. Mà dạo gần đây là Clyde là bắt đầu có nhiều người chơi rồi đấy. Clyde là tự nhiên là phiên bản này lại có nhiều người chơi hơn hẳn. Cái phiên bản này thì mình sau khoảng một tuần, chắc là gần một tuần rồi nhỉ. Từ khi update là chắc là gần một tuần rồi. Thì mình chơi thì có những cái bộ sau đây tự nhiên lại thấy quay trở lại rất là mạnh mẽ. Thứ nhất đó là cái bộ Clyde. Khá là nhiều người chơi và chọn Glacier, Clyde, Clyde rồng cực kỳ là nhiều người chơi. Thật sự là như thế. Khi mà trong một cái trận đấu 8 người ấy, có những cái trận đấu mà có tới 4 người chơi Clyde rồng ạ. Dã man thật sự luôn đấy. Sau đấy là đến cái bộ Glacier, Clyde, có chính là Live Blade Live cũng rất là nhiều người chơi. Không hiểu sao cái bộ này nó lại quay trở lại mạnh mẽ như vậy. Có thể là do là cái bắp nhẹ từ cái phía con Live Blade Live đưa lên 7 là có thể là cho cái bộ mid vào. Có lẽ là mình sẽ bán Whispersia đi thôi. Mình sẽ đẩy cái bộ mid vào luôn. Đằng nào rồi cũng sẽ bán thôi. Thì bây giờ mình sẽ bán đi. Bán cái con này thì nó không lỗ tiền, nó vẫn mất 4 tiền. Và mua thì mình cũng chỉ mất 4 tiền thôi. Vãi, thằng này có Berserker 2 sao ạ. Round thứ 13 có một cái con 4 tiền 2 sao ạ. Vãi cứt vậy, nhưng mà vẫn thua cơ. Ờ, có Berserker 2 mà đòi phá chuỗi tớ á. Tuổi gì? Rồi nói cho nhanh nha. Xui, hai con Flaming Wizard, ngon. Rồi thế thì bán tạm con rồng đi. Mà tôi không chơi rồng nữa. Cho con này vào trước cánh đam đã. Mà có trứng đập luôn. Cho này lên 2. Rồi cánh kèo mạnh luôn đấy chứ. Tầm này thằng nào nó đỡ được mình đây. Chuỗi này chắc là phải dư round thứ 16. Có nhà chơi ẹp. Mình chơi mết thì mình cũng không sợ ẹp lắm. Nói chung là cái tầm mà Berserker 2 sao ấy mà không ăn được mình ấy thì tất cả những cái bộ khác quỳ xuống đi nhá. Ui, cháy sáng chưa? Tất cả nó chỉ là chọn đúng bài thôi. Chọn đúng bài thôi anh em ạ. Kết hợp các thứ, các kiểu đầu game làm thế nào mạnh nhất, giữ chuỗi, đánh chuỗi thắng. Mình lại tổng hợp tiếp những cái bộ mà hiện tại đây là rất là nhiều các anh em ở trên cái mức rank Queen King 3 là chơi. Ở những cái mức rank 2 rank rất hay chơi những cái đội hình sau đây. Cái bộ Clyde rồng ấy nó là cái bộ mà chắc là nhiều nhất luôn trong cái thời điểm hiện tại là nhiều người chơi thì mình đã nói ở trên. Glacier, Clyde cũng rất nhiều người chơi. Rồi tiếp theo là đến cái bộ Warbeat. Cái bộ này thậm chí là chơi War mà chỉ có là 2 bit thôi.
mà cũng có rất là nhiều người chơi Warbeat, nhưng mà cái con co nó lại là con ốc, thế nó mới gọi là dã man. Không hiểu nổi luôn. Có thể là cái con ốc sau khi thay đổi skill thì nó có một cái gì đấy mà nó trở thành một cái con nam chính của rất là nhiều cái đội hình khác nhau. Ngoài cái bộ Assassin ra, cái con ốc nó thay cái vai trò của con Shadow Killer, thì ở trong những cái bộ khác thì con ốc nó vẫn đóng vai trò là cái con nam chính được. Dã man chưa? Anh em nào còn bảo cái con ốc nó yếu đi nhá. Con ốc sau khi thay đổi skill thì nó đã trở thành một sát thủ thật sự. Thật sự nó là một cái con sát thủ, mà một cái con co mạnh nhất trong game, một con carry mạnh nhất trong game. Vừa nhắc đến em thì em xuất hiện, nhưng mà không chơi em đâu. Trận này chơi mết thôi. Và trận này mình sẽ chơi cái bộ mết trâu nhất trong game. Anh em nhá, mình sẽ tạo ra một cái bộ mết mà phải nói là bộ mết này nó không phải là bộ mết đâu, mà nó là bộ mết chiến binh luôn. Cực kỳ là trâu chó. Sự kết hợp giữa chiến binh và mết. Nói nhỏ ấy, không phải Corolla đâu. Mai lại có người đến bế đi 14 ngày thì chết. Ơ, thì đéo nào. Hắt xì nhiều thế. Hay là có ai đấy đang nhắc đến tên mình nhỉ? À? Một cách rất là trìu mến, thân thương chăng? Không. Tưởng yêu thương như nào, hóa ra là chửi mình. Khổ. Tớ cũng thấy đau hộ bạn. Mới đầu game giảm mẹ nó 1/5 lượng máu. Thôi, cày thật sự luôn. À, lại nói về con ốc thì đây nó là một cái câu hỏi của khá là nhiều anh em có inbox cho mình và hỏi mình ở trong cái hội siêu cấp vô địch, cũng như là inbox của mình trong fanpage của Game Today thì có hỏi mình về con ốc là mình thì mình thấy là con ốc nó như thế nào ở trong cái meta mới. Con ốc nó có bị yếu không khi mà thay đổi cái skill lặn sang cái skill tăng tốc đánh? Thì thực ra ấy, mình nói thẳng luôn, đối với mình ấy, thì cái con ốc nó là cái con mạnh nhất bây giờ. Solo 1v1 carry. Thì kể cả Berserker không có tuổi nhá anh em nhá. Đây này, Assassin mạnh thế. Mất chuỗi rồi. Đấy, nó 6 con nó đánh được mình, ăn được mình 8 con đây này. Kinh chưa? Không yếu đâu. Nhiều anh em cứ nghi ngờ về cái khả năng của con ốc cũng như là cái bộ Assassin trong cái meta mới. Ngày xưa ấy, cái chiêu lặn của nó ấy, nó chỉ câu kéo được nhiều thời gian thôi. Nhưng nếu mà nói về cái tính chất là để mà solo với cả con Doom ấy, thì chắc chắn là thua. Nhưng bây giờ có cái con ốc mà solo con Doom thì chấp bố Doom luôn nhá. Doom 3 sao đánh với cả ốc 3 sao thua luôn. Ngày xưa chỉ cần Doom 2 thôi có khi là đánh được cả ốc 3. Nhưng bây giờ thì không có chuyện đấy đâu nhá. Tại sao con ốc nó như thế mà mình lại đánh giá cao nó như vậy? Tại sao cái chiêu lặn mình lại không đánh giá cao bằng cái chiêu như bây giờ hiện tại? Thì chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích cái chiêu thức của nó. Cái skill của con ốc ấy là nó sẽ đánh với vào một cái con của quân địch và nó hút cái tốc đánh của con quân địch, sau đó nó thành cái tốc đánh của con ốc. Con ốc nó sẽ hút tốc đánh và nó sẽ đánh càng ngày, nó sẽ đánh càng nhanh và stack tới tận 25 lần. Nó là một cái sự kết hợp của con Berserker và một con Dragon Claw ở form hóa rồng 3 sao, tức là làm giảm cái tốc đánh của quân địch. Một con ốc mà có cái búa chém lan Fury thì thật sự nó không khác gì là sự kết hợp hợp thể của một con Dragon Claw 3 sao kết hợp với cả một con gọi là Berserker 3 sao luôn. Nó chính là hai con đấy nó kết hợp vào. Rất là kinh. Vừa đánh lan, vừa bắp tốc cho bản thân mà cũng vừa gọi là trừ tốc của đối thủ, trừ tốc của địch. Rất là kinh khủng. Line up mate thì trong meta mới cũng khá là có chỗ đứng. Rất ok. Line up ép kết hợp với cả Hunter thì cũng đã quay trở lại rồi. Cũng đã bắt đầu quay trở lại rồi, bắt đầu thấy là nhiều người chơi rồi. Ngoài cái line up ép Hunter ra thì còn có cái line up ép mate mà nó mới xuất hiện ở trong cái meta này, mà mình đã giới thiệu cho anh em ở cái video clip nhận định update tập 1.
anh em không biết là các anh em đã thử chơi chưa. Nếu mà anh em đã chơi rồi thì anh em nhớ confirm lại cho mình nhá, vào dưới clip này để mình biết được là nó có hiệu quả hay không. Còn cũng đã có các anh em ở trong hội siêu cấp vô địch đã chơi rồi và đã có ảnh chụp up lên trên cái hội đó, chứng minh được là nó rất hiệu quả khi mà có thể là giành được top 1. Để xem nên là các bạn chơi gì. Anh em thấy không? Ép với cả Assassin rất nhiều. Có 3 người chơi Assassin và 3 người chơi ép. Đấy chính là lý do tại sao mà dạo gần đây có rất là nhiều người chơi chơi Assassin. Chính là vì con ốc và họ đang tranh nhau con ốc đấy anh em ạ. Họ đang bắt đầu tranh nhau con ốc, đang roll để tìm cái con ốc 3 sao. Nhưng mà chưa có ai có ốc 3 sao cả. Bây giờ ấy, chơi cái bộ nào cũng thấy là đi săn cái con ốc. Hết Warbeat rồi thì đến Assassin rồi kể cả Ep cũng chơi luôn. Cũng tìm ốc để mà cho vào luôn. Chơi 6 ép là cũng là chọn ốc là con co chính. Mà cả bộ Goblin là cũng chơi ốc luôn. Đó anh em thấy không? Cái con ốc nó mạnh như thế nào? Bao nhiêu người săn đón? Thế nên là nếu mà các anh em ý mà không có gọi là tin vào cái khả năng may mắn của mình, cái độ may mắn của mình ý, thì mình khuyên anh em là lên chơi cái bộ mà mình đã giới thiệu anh em từ cái tập 1 của nhận định update. Đấy chính là cái việc là chơi mết kết hợp với ép. Không bao giờ sợ tranh bài nhá. Không bao giờ sợ tranh bài luôn. Một mình đi một đường luôn. Không bao giờ phải tìm cướp cái con súng hay là tranh cái con ốc cả. Ở những cái bộ Sin, Assassin ép hay là Hunter ép thì họ đều tìm những cái con như là con ốc hoặc là con súng để làm co chính. Nên là rất là khó để có thể là tranh bài. Thằng này chơi ép chứ không phải là chơi Assassin đâu. Đây là ép kết hợp Assassin thôi. 6 ép kết hợp với cả 3 Assassin. Tương lai nó sẽ là như thế. Lại gặp một cái bộ ép nữa này. Anh em thấy không? Nhiều người chơi ép lắm. Nhưng mà cái thằng này hình như là thằng này chơi 9 ép à? Ủa 9 ép nhưng mà rất là may là mình chơi là theo kiểu là kỹ năng sát thương. Sát thương kỹ năng nên là ép thì gặp mình thì toang thôi. Chơi kiểu 9 ép thì nghe chừng là gặp mết thì là sợ lắm. Nhá. Mà bạn sắp đi nơi rồi kìa. Thằng này là top 8 mà. Ồ, chơi xây dựng cái bộ 9 ép này khó lắm nhá. Không dễ đâu. Có đi không? 9 máu ạ. 9 máu thì Whisper Seer nó đẻ thêm phát nữa là chết. Thôi xong cậu rồi. Cậu chết luôn thì cậu còn có cơ hội sống sót. Để lỗi đau nó thêm dài. Thôi xong bài cậu. Đúng 9 máu luôn. Death. Bố tiên sư. Lại có người đang nhắc đến tên mình rồi đấy. Chết thì thôi ra làm ván mới. Có cần phải cục thế không? Khổ. Ai có muốn thế đâu. Cái con này thì chả may cánh kèo giai đoạn đầu game thì chi ân tí thôi. Để lại tí bán nhá. Anh em yên tâm nhá. Whisper Seer này chỉ gọi là chi ân tí thôi. Wow, lần này gặp sát thủ đã kẹp Marine ở đây rồi. Chắc lần này toang rồi. Toang thôi. Con ốc này nó ra sau nó cởi hết. Mất khá nhiều máu trong cái lượt này. Đây là cái giai đoạn mà mình phải form đội hình. Nên là mình chấp nhận sẽ mất khá là nhiều máu ở trong giai đoạn này đây. 16 máu luôn, rất là nhiều máu. Hiện tại là cái đội hình chiến binh siêu cấp mết của mình bây giờ là vẫn đang chưa form được đội hình. Nên là phải từ từ đã. Cứ từ từ up lên 10 rồi form đội hình nhá anh em nhá. Trong cái đội hình siêu cấp mà. Nên là nó phải từ từ thôi. Siêu cấp thường là đến muộn. Nhân vật chính thì thường hay xuất hiện vào giai đoạn cuối của một cái câu chuyện. Hoặc là một cái bộ phim. Tạo được cái bước ngoặt cho cái bộ phim đó. Nên là anh em cứ bình tĩnh từ từ anh em nhá. Rồi đâu rồi sẽ có đó. Rồi, bộ War Demon. War Demon à, cũng khá là mạnh.
Nói thật nhá, nếu mà mình mà ra là mình ra Berserker sớm ấy, ở round thứ 13 hay sao ấy, không bao giờ là mình chơi cái bộ War Demon cả. Mà nó phải là Glacier kết hợp với War, hoặc là Glacier tứ cự ma, nó sẽ rất là mạnh. Có con già rồi, thôi Whispersier tạm biệt nhé. Đến đây là đủ rồi. Vậy là chúng ta đã có 6 bet ở đây. Tuy nhiên cái đội hình này mới chỉ form đội hình 6 mét thôi. Còn đội hình 6 mét siêu cấp chiến binh của mình thì vẫn chưa form được. Nên là phải đợi để mình form đội hình nhá anh em nhá. Để cho anh em biết sức mạnh của cái đội hình này nó như thế nào. Nó cực kỳ mạnh và trâu chó luôn. Không khác gì những siêu chiến binh. Mà bây giờ ấy thì mình có thêm cái mục gọi là trả lời các câu hỏi cho anh em nhá. Bởi vì dạo gần đây thì không livestream được anh em ạ. Tối thì vợ mình không cho livestream, cứ bắt đi ngủ sớm thôi. Nhưng mà nào có được đi ngủ sớm đâu. Vẫn có stream nhưng không phải là stream. Tất cả các câu hỏi của các bạn trong fanpage này, trong hội siêu cấp vô địch này, và trong chính cái kênh YouTube của mình sẽ được mình tổng hợp lại. Những cái câu hỏi mà tổng hợp nhất mình sẽ tổng hợp lại, những câu hỏi hay nhất của các bạn sẽ được tổng hợp lại và mình sẽ trả lời ở trong video clip của mình anh em nhé. Có thể là những cái câu hỏi liên quan đến game, cũng có thể là những cái câu hỏi liên quan đến kênh, liên quan đến mình. Ok anh em. Bởi vì mình thấy là ngoài những cái anh em cũ, những cái anh em mà gần như là sau một quá trình xem kênh của mình đã có thể leo rank được lên những cái mức rank ý muốn rồi, mức rank king rồi mức rank queen ấy, thì các anh em đều là giỏi rồi, đều là rất là pro rồi. Thì đa phần là các anh em sẽ không có hỏi lại những cái câu hỏi cũ nữa, những cái câu hỏi cơ bản nữa. Nhưng một bộ phận không ít những anh em mới chơi, mới tham gia vào cái trò chơi này, chưa có biết nhiều về trò chơi thì có rất nhiều cái câu hỏi cần đặt ra và không ai trả lời cho anh em, thì anh em có thể hỏi mình nhá. Ở đây thì mình nhận thấy là vẫn tiếp tục là có rất nhiều các anh em mới chơi vào chơi và tìm hiểu về game, chưa biết gì, thì mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi cơ bản cho anh em. Anh em yên tâm nhá. Một trong những câu hỏi mà có nhiều bạn mới chơi hỏi là về tộc và nghề. Tộc và nghề là như thế nào? Thì tộc, anh em cái phân biệt tộc với nghề để làm sao? Để anh em có thể chơi được bộ gót thì anh em phải hiểu được tộc và nghề. Nói dài dòng một tí thì tộc nó là các cái dòng tộc, những cái loài rồng. Ví dụ như là loài rồng rồng, loài rồng người, loài rồng của những cái con orc hoặc là những cái con kiplen, thì nó là cái loài rồng. Còn về nghề thì nó chính là, ví dụ như là trong cái các cái bộ tộc nó sẽ có những cái nghề, ví dụ như chiến binh hoặc là phép thuật và pháp sư đấy. Đó thì nó sẽ là nghề. Hai cái đấy nó liên quan đến cái việc là các bạn sẽ chơi được những cái bộ như là bộ gót. Nếu các bạn kích hoạt tộc thì các bạn sẽ không chơi được bộ gót nhá. Thì kích hoạt tộc ở đây là như thế nào? Là các bạn ví dụ như những cái tộc như Demon chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần một con các bạn đã có thể là kích hoạt được tộc Demon rồi, thì là các bạn sẽ mất gót. Hoặc là các bạn kết hợp hai con Kepler vào chẳng hạn. Ủ vai 14 máu ạ. Tầm này tụt máu không phanh luôn. Giờ mình cần tìm một con Storm Shaman anh em ạ. Ủa, đây rồi. Trời ơi, Storm Shaman ra đúng lúc thế. Đó, chuẩn đội hình rồi. Đây nó chính là cái đội hình mà mình đang định xây dựng. Đội hình pháp sư siêu chiến binh 4 Kepler kết hợp với cả 6 mét. Đây nó là một cái đội hình mới xuất hiện ở trong beta mới, cực kỳ trâu chó, với khả năng là tăng 350 máu của tộc Kepler cho tất cả các quân bài ở trên bàn cờ.
và kết hợp với cả một con ọc mưa dai với khả năng tăng thêm 5% máu nữa, giúp cho cái bộ mết này cực kỳ là trâu, rất là khỏe. Kèm theo đó là có một cái sự kết hợp giữa Grimchuck và Flaming Wizard cực kỳ mạnh, với một cái cú Lagunda Blade bắn một phát là coi như là bắn tỉa rất là nhiều đối tượng. Thực sự là một cái đội hình công thủ toàn diện, khả năng phòng thủ còn có ở trong cái khống chế của Storm Shaman nữa. Ngoài ra có một cái con Grand Herald có thể cướp skill bất cứ cái skill khống chế nào của quân địch. Thì thực sự cái bộ này nó là một cái bộ hoàn toàn là có thể chơi được ở trong cái thời điểm hiện tại, thậm chí là còn có thể chơi được ngang kèo với cả những cái bộ như là bộ mết rồng hoặc là những cái bộ mết kết hợp với cả 5 tiền, rất là ok. Thôi bây giờ chỉ có Rune để đưa các Ulysses lên 3 thôi. Chút tầm này là đội hình đã form chuẩn rồi. Storm Shaman lên 2 nữa là xong. Đội hình này nó rất trâu nhá, con nào nó có thể làm tăng cơ được. Máu rất nhiều. Có thể chơi được với cả những cái bộ Assassin nữa. Trong cái đội hình này thì core có thể là Flame, Flaming Wizard khi mà có cái kết hợp của Grimchuck. Kẹp Laga với chúng tôi. Đấy. Kẹp cái búa set 2 cho Flame cái kèo. Cái con Flaming Wizard thì đam tay nó cũng rất là to. Cái đội hình này có thể đánh được đam tay mà cũng có thể là tung trưởng. Một khi mà đã form ở đội hình rồi thì chấp hết. Trong trận đấu này vì có một cái sự kết hợp của Grimchuck nên là mình sẽ nuôi cái con G Flaming Wizard lên 3 sao anh em nhá. Mình sẽ nuôi con này lên 3 sao. Ồ, gặp Assassin Chúa ở đây. Khi mà ốc lên 3 có kem Laga vào rồi. Có ăn được không đây? Khó rồi. Vẻ như con ốc nó đã mạnh quá. Trong cái đội hình này thì mình top 1 thì mình không chắc chắn, nhưng mà nói về top 4 thì rất có thể là khả năng cao đấy là được top 4. Top 4 trở lên. Thực ra top 4 thì với các anh em mà rank cao thì chưa đủ để mà có thể tăng rank. Refresh off luôn. Đối với cả các anh em mà rank cao thì top 3 là mới được tăng rank nhá. Còn top 4 thì vẫn bị trừ điểm. Nên là phần đấu ở top 3 là ok. Được top 3 là rất là ok. Có ăn được không? Thằng này vừa lên nó ăn được mình. À, bây giờ thì không có cái chuyện đấy đâu. Đó, anh em thấy chưa? Rất mạnh, rất trâu. Đục được cái hàng phía trước xong còn lâu nó mới đến được cái hàng đam của mình. Còn rất lâu nó mới có thể tới được cái hàng mà có thể gây được đam như là Flaming Wizard hay là Elder. Đây rồi, còn một con nữa thôi. Đây rồi. Nhưng mà rút thêm vài cái nữa anh em nhá. Thôi, đập trứng luôn. Lặng nhạc. Rồi. Hay lắm. Lốt. Rồi. Vừa hết tiền luôn. Speed drone. Vừa kịp hết tiền. Có ăn được cái bọn này không đây? Assassin chúa. Chỉ cần con ốc chết thôi là ăn được. Nhưng mà lượt này nó lại ăn được con ốc là khỏe quá. Như đã nói. Thôi xong rồi. Vậy là mình phải chơi với cả bọn Assassin à. Khó rồi.
Top 2 vậy? Trận này chắc top 2. Con Assassin không ăn được. Thắng rồi. Bọn Assassin nó bị bọn gua nó ăn. Mẹ, ngon. Easy top 1. Top 1 là lên queen luôn. Trời ơi, mùa này easy quá. Có một chút may mắn kèm theo đánh hay là easy top 1 rồi. Anh em thấy không? Không thể nào mà có thể là phủ định được sức mạnh của đội hình siêu chiến binh pháp sư của Tuấn Cơm nhá. Hy vọng là với cái đội hình siêu cấp vô địch của mình có thể giúp các anh em thoát cổng kinh ba dễ dàng như là mình vậy. ốm thật rồi. Phải đi mua thuốc thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo. Anh em nào chưa like thì ấn like. Anh em nào chưa đăng ký thì ấn đăng ký giúp mình nhá. Cảm ơn anh em. Bye bye.